Bạn Tiến ơi. Bạn làm cái gì đây? Chào tất cả các bạn nhá. Buộc cái cây để mà anh em mình triển khai cái món tôm nướng vừa bắt ở dưới ao thôi. Ok, mình cũng xin chào tất cả các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay ngày anh em mình lắng lóng quá không ăn ở nhà, cho nên anh em mình mới chuyển ra ngoài đồng ăn giữa cánh đồng các bạn này. Các bạn thấy đó. Về bạn Tiến đang thiết kế cái dàn nướng, anh em mình có mua sẵn một ít tôm vừa mới tẩm ướp gia vị các thứ rồi, tẩm sa tế sa tiết các thứ, anh em mình sẽ vứt lên đây để mà uống, để mà nướng nha các bạn. Đây, rau cỏ chuẩn bị sẵn từ nhà, rau cải tí nữa ăn sống này, ít rau thơm muối chuẩn bị sẵn hết rồi đó. Bây giờ bạn Tiến mà đang nhóm lửa đây, anh em mình ra ngoài đồng ăn cho nó thay đổi tí các bạn ạ, cứ ở nhà ăn mãi cũng chán. Đúng không bạn Tiến? Đúng rồi đó, bạn Tiến đang thiết kế cái dàn nữa được không? Giữa đường luôn các bạn ơi, không cho ai đi luôn đó. Anh em mình ngồi giữa đồng cho nó thanh cảnh. Ở đây có cũng có mấy cây chuối, đã trồng chuối đó. Ở đây, đây là túi tôm anh em mình đã ướp sẵn sa tế, anh em mình để trên xe để cho nó sạch. Tí nữa mà than hồng ở đây anh em mình sẽ cho vào vỉ than để mà nướng nha các bạn. Đó. Nói chung là ra đồng thì rất là mát, nhiều cây nó thoáng hơn ở nhà các bạn ạ. Đấy, với thỉnh thoảng anh em mình thay đổi một tí, các bạn ủng hộ cho anh em mình nhá. Đó. Anh em hôm nay thay đổi vị trí một tí. Ra ngoài đồng thì gió sẽ rất là to, cho nên là các bạn xem video thấy hơi ồn, các bạn thông cảm cho anh em mình nha. Đây, anh em mình có chuẩn bị mỗi người 2 lon bia cho nó mát ruột. Rau cỏ sẵn sàng, bây giờ chỉ chờ tôm thôi, chờ than thì anh em mình cho lên bếp nướng. Đó các bạn ơi, bạn Tiến bạn ấy đang bắt đầu cho tôm lên dàn dần rồi. Đó, than nó bắt đầu cháy, anh em mình cho lên dần cho nó chín dần lên một quánh chén. Con tôm toa, tôm ướp sa tế. Bạn Tiến này lại cắt tóc rồi các bạn ạ. Cứ mấy clip các bạn này cắt tóc tài thật. Vài hôm nữa chả còn xôi nào mà cắt. Đây các bạn nhìn thấy đây rất nhiều chuối, thì anh em mình sẽ chặt vài đầu chuối để mà làm chỗ để rồi thì là chỗ ngồi. Đó, đồng rất là mát mẻ các bạn ạ. Mát mẻ nhưng nó lại kèm theo là tiếng gió nó bị ồn rồi các bạn này. Đó, nên các bạn hết sức thông cảm cho anh em mình nha. Đó, đây anh em mình mua rất nhiều tôm các bạn này. Anh em mình cứ giải hết trên này, nó chín con nào ăn con đấy luôn. Ok không bạn Tiến? Ok. Đó, mấy chục con tôm ngon quá, thèm. Cứ giải dần lên đây cho nó chín. Tôm tươi. Anh em mình xiên thì que cho nó thẳng thẳng cho nó đẹp. Bây giờ hai anh em mình đang ngồi chờ tôm chín các bạn ạ. Nói chung là ngồi ở ngoài đồng thì nó cũng có cái hay của nó, mà thiếu thốn đồ đạc phải mang đi, thỉnh thoảng lại quên được khi phải về lấy ấy. Nhưng mà nó có cái vui, có cái thay đổi ở cái làm nhiều cái mình phải tự chế. Đấy, như cái này dàn tự chế này nhìn hay không. Bây giờ trong khi chờ tôm chín tôi đố bạn Tiến một câu nhé. Ok không? Ok, bạn cứ đố câu gì tôi có nghĩa là ngày mai chuẩn bị đến ngày giỗ của nhà ông, nhà ông phải làm một đám giỗ. Ok, thì trong nhà thì có một con chó, một con lợn, chắc chắn phải thịt một trong hai con. Đúng đấy. Rồi. Và con chó thì nó lại nghĩ rằng là chắc chắn thịt con lợn. Đúng rồi. Còn con lợn thì lại nghĩ là chắc chắn thịt con chó. Đúng rồi. Đấy, thì theo ông thì nhà ông sẽ thịt con gì để mà cúng? Theo tôi là tôi thịt con lợn. Thịt con lợn. Lý do? Lý do là con chó nó phải để nuôi. À. Thịt. Thế thì cái không chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. À, thế là cái suy nghĩ của ông là giống y hệt với con chó. Thì con chó nó suy nghĩ là con lợn thì cái thịt mà. À thế ạ. Suy nghĩ của ông là giống y hệt chó. Sạch sẽ. Hôm nay anh em mình lên suối nó mới đẹp. À. Không biết cái sông này có cá không nhỉ bạn Tiến nhỉ? Có chứ.
nhiều lần khác. Đó, ở đây hai bên này có một bên có cái mương, một bên có cái sông các bạn ạ. Sông nhỏ nhỏ rồi. Tầm nước này đang nước đẹp để mà bắt cá đấy. Ừ. Hôm nào anh em mình sẽ làm clip xuống cái sông này để mà bắt cá nhé. Đó, gió rất là mát các bạn ơi. Gió cực kỳ mát luôn. Trèo cây làm gì? À, bác Tiến leo lên cây ấy à? Leo đường gì không? Nguy hiểm đấy, cành nhỏ lắm. Thôi. Đây, bác Tiến bắt định leo lên cái cây này bằng cái cành nhỏ này các bạn này. Ấy lắm. Nguy hiểm lắm. Tí xuống kiểu gì? Xuống này, xuống bên kia. Cẩn thận nha. Bác Tiến thử làm cho khỉ chứ vào. Thôi, sợ gãy quá. Thôi rồi, xuống xuống, yên tâm. Nhau gãy cái hàng rào của người ta nhá. Đó, chắc có nhà ai là quay cái hàng rào rồi các bạn này. Đó. Quay con gì và trồng con gì. Hôm nào anh em mình sẽ làm một clip xuống cái sông này để đánh cá nhé. Được đấy. Thỉnh thoảng cho thay đổi một tí. Rất là mát, chỗ này mát quá. Khi ăn đây thì ăn ở đây tuyệt vời luôn, rất là mát. Đó, ngoài đồng ít người đi lại cho nên là rất là sạch sẽ các bạn ạ. Rất là sạch sẽ, đường rất là sạch, cỏ mọc um tùm. Không có rác riếc gì. Anh em mình làm thì anh em mình sẽ phải dọn sạch sẽ. Ôi, bạn Tiến đặt tôm đi nào. Ok, úi sồi, vàng chưa? Đó, bắt đầu hơi vàng vàng, hơi chín chín rồi các bạn ạ. Vàng ươm đó. Úi sồi, ngồi vàng quá. Anh em mình vừa mới thiết kế được cái mâm mâm bằng lá chuối các bạn ơi. Bây giờ có lẽ là anh em mình sẽ ngồi ở kia để mà ăn luôn, vừa chín con nào để ăn con đấy luôn cho nó ngon. Bạn Tiến thấy hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Đó, đó, anh em mình sẽ để cái tàu lá chuối kia để mà để rau, để nước chấm các thứ. Xong cái chín con nào anh em mình sẽ lấy từ giàn này lên ăn luôn. Đánh chén luôn. Cho nó rực thanh cảnh. Ôi, vàng, thấy vàng đẹp rồi đấy bạn Tiến này. Ừ. Đó, các bạn nhìn thấy vàng nhờ căn bản. Cái tôm này anh em mình là được ăn tại bếp lửa. Nó sẽ rất là ngon. Thơm. Đó. Đây, các bạn nhìn đi. Cánh đồng của anh em tôi đây. Chỉ có hai anh em thôi. Không gai hết. Đồng rất là bao la, bát ngát. Rất là mát. Ruồi ra đây, ruồi không sợ rồi. Bởi vì ruồi ở đây nó không kiếm ăn được cái gì cho nên là... gặp rắn đấy. Ừ. Đấy, bây giờ mà lại còn gặp được con rắn thì tuyệt vời luôn. Đây, đúng luôn. Đó, bạn Tiến lấy chanh ấy trước vào đi. Để mà anh em mình chờ chín thì là anh em mình chuyển thôi. Đấy, rau. Rau anh em mình rửa sẵn sạch sẽ cho các bạn ạ. Để giải lên đằng trên nó không còn lóng à. Ừ, giải ít một rồi. Giải dưới rau cải để anh em mình sẽ ăn ăn sống cho nó ngon, cái cây. Đó. Đây, dạ sẵn một bát nước chấm thần thánh. Bát nước chấm này ngon tuyệt vời các bạn ạ. Nói chung là cuộc sống thì cũng chỉ đến thế là cùng. Mát qua bạn ạ. Đó, được một hàng ở giữa coi như là chín rồi đấy các bạn ạ. Anh em mình cứ ăn tỉa dần đến chín đến đâu ăn đến đấy, nó ngon. Wow. Ngồi cái chỗ này thú vị của các bạn ơi. Đây, anh em mình chuẩn bị sẵn là bát muối này. Đấy, bây giờ là con nào chín thì anh em mình sẽ lấy con đấy ăn. Rau dưa để sẵn ở đây rồi. Cái bàn ăn này thiết kế quá đẳng cấp luôn. Đúng rồi. Bát Tiến bảo chín chưa nhỉ? Đợi thêm tí nữa. Anh em mình cứ đợi thêm 5 phút nữa đi. Cái chỗ này thỉnh thoảng là hơi bị nắng nắng, nắng bóng hơi khó nhìn, các bạn thông cảm nhé anh em mình nhé. Rồi, anh em mình rót bia dần nhé. Đây các bạn, tôi thì tôi rót bia vào cái chai này. Đây, anh em mình ra đồng, anh em mình chuẩn bị sẵn một chai đá này, rồi rót vào đây trong này để rót ra cốc. Cho nó thanh cạnh. Đó, tôm mà đang chín dần rồi các bạn. Đây, mình xem con nào chín mình sẽ mang lên hai anh em nhắm dần. Nói chung là ngồi ngoài đồng mát lắm các bạn ạ. Ý rồi. Đây, để đây. Đó, các bạn thấy vàng đẹp không? Để đây. Nói chung là
ăn kiểu này ngon lắm các bạn ạ. Da đông mà nó phải khác ra tí. Đấy. Rồi cứ để đấy cho nó lóng nhá. Anh em mình sẽ chuyển mấy con trên này xuống. Trên này thì nó xa lửa thôi. Các bạn ơi, ra ngoài đồng lúc đầu anh em mình tưởng không có ruồi, nhưng mà đến lúc mà đồ ăn nó thơm lên là vẫn có ruồi bình thường. Tài thật các bạn này. Rồi ăn tập kia đi. Đó. Anh em mình phải chế vào cái này cho nó mát. Trời rất là lắng lóng các bạn ạ. Ngồi đây, ngồi cạnh cái bếp than này nè. Gió một ít một này rồi. Rồi ít thôi. Để nó uống, sập mất dàn. Không phải sập dàn, nó uống cho nó lạnh. Vì mình uống không hết thì nó vẫn được lạnh ấy. Ok, bây giờ anh em mình làm tập bia trước. Mời tất cả các bạn nhé. Mời tất cả mọi người nhé. Quả tạt quá. Ăn đi bạn này. Chuyển đi bạn. Đây mình thử con đầu tiên nhé. Chiên thì quay vào rất là chắc. Rửa nó ấy này. Quả đã quá. Chấm vào cái muối này các bạn này. Ôi trời. Mời các bạn nhá. Ôi trời ơi, nhìn bạn thường ăn tôi cái thèm quá, cay cay ngon ngon. Nói thật là không có gì ngon mà ăn nó. Ăn mà cắn khóa cổ nó. Ngon quá. Không có gì ngon bằng ăn nóng các bạn ạ. Cực kỳ ngon. Wow. Ngon lắm các bạn. Quá ngon. Tôm ăn nóng ngon. Kèm miếng rau thì thích bài. Tôm nướng thơm lắm. Thơm lắm. Rất là ngon các bạn ạ. Nói chung là ngồi để rất là vui, thú vị. Rất là hợp dẫn. Ăn chỉ ăn nữa. Tiếp theo mình sẽ, con này mình sẽ cuốn thử với cái lá cải. Ăn xem nó ăn như với nào. Lá cải rất là ngon. Đó, tôm rất là chắc. Thật sự luôn này. Không biết ăn này tôi có cao hơn được không nhỉ? Ăn làm toàn vỏ, nắm canxi. Không. Hết tuổi nhớn này. Hết. Hết tuổi nhớn này. Đây, quấn như lá cải. Miếng. Chút cơm. Đây các bạn nhìn này. Các bạn ăn lá cải này không khác ăn mù tạt. Nó không xông mù tạt luôn. Nó cũng không xông có ấy. Ngon quá. Thả mai cuốn. Đó. Lá cải để ăn rất là ngon. Ăn với tôm rất là hợp đúng không? Đúng rồi. Cay 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 cay. Lòng. Lúc đầu anh em mình tưởng là nhà ngoài này không có ruồi. Ai dè nó còn nhiều ruồi ở nhà các bạn ạ. Bởi vì lúc mà đồ ăn nó mùi thơm lên nó kéo ở đâu ra rất là nhiều. Rất là nhanh chín. Mời các bạn. Mời các bạn nhé. Mời tất cả các bạn. Wow. Còn thứ 3. Trước rồi tôi thấy ăn tô ngon như hôm nay. Các bạn xem video anh em mình thấy hay thì nhớ ủng hộ anh em mình bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh các bạn nhé. Sắp tới anh em mình sẽ làm về, vẫn là về ăn uống thôi, nhưng mà sẽ chịu khó đi nhiều hơn. Đi ra đồng hoặc là đi khám phá cái sông, cái núi, cái rừng đúng không? Đúng rồi. Thì cho nó thay đổi màu sắc các bạn ạ. Cho nó hay, gửi đến các bạn những cái sản phẩm hay nhất. Cho nên là các bạn phải chia sẻ cho anh em mình thật nhiều các bạn nhé. Ngon quá các bạn ơi. Quá là ngon. Để
Đây quá. Cái thật đấy. Bao nhìn chén muối này các bạn. Đồ mình nhà mình đã ướp bao nhiêu ớt rồi. Thằng Nam chén muối đậm đặc rồi. Để ăn cái cải. Này, mấy ngoài là chín này. Tuyệt vời luôn. À, rồi chén con to to này. Đó, nó hơi bị bóng nắng một xíu ở chỗ này các bạn, thông cảm cho anh em mình nhé, bởi vì ra ngoài đồng mà không thể che nắng nữa. Ôi trời ơi, tôm nướng sa tế tỏi ớt các bạn ơi, ngon quá, hấp dẫn quá. Trời ơi, mình chấm với cái này. Đó. Đó đó mà Tiến. Đó. Vừa mới có một vị khách đi qua, anh em mình phải khiêng xe máy qua cái bếp này. Đây, bắt Tiến ăn đi. Anh em mình cứ nóng quá. Gấp hai con một cho nó nóng. Vỏ giòn rồi đấy. Nói chung là mẻ thứ hai này ngon hơn. Mẻ thứ hai là kỹ hơn các bạn ạ. Ừ. Giòn rút mà đúng không? Giòn rút mà. Mùi thơm của cái vỏ. Ờ, nóng quá. Nóng lắm. Ừ. Nóng quá các bạn. Ôi. Nóng thật. Đấy, các bạn thấy trời nắng còn héo hết cả rau rồi. Nhà mình để một xíu nó héo hết. Trời rất là nắng. Hộp bia là đậu khô. Người còn héo. Tôm còn rất là nhiều các bạn ạ. Rất là ngon. Thỉnh thoảng anh em mình thay đổi cái phong cảnh, cái chỗ ngồi nó khác ngay. Mặt trời đang xuống núi dần. Wow. Uống bia vào là mát, mát lạnh. Ngon lắm không bạn? Các bạn nhìn. Đó, các bạn xem video của anh em mình thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng kênh ủng hộ anh em mình nhé. Và muốn anh em mình ăn ở những cái địa điểm nào, Đồng Áng, Nghĩa Trang, Nghĩa Điểm hay là chỗ nào, các bạn cứ việc comment ở phía bên dưới. Và muốn anh em mình làm cái món gì thì comment ở phía bên dưới các bạn nhé. Anh em mình sẽ thực hiện những cái món ăn và những cái video hay nhất để gửi đến các bạn, đúng không bạn Tiến? Đúng rồi. Và bây giờ thời lượng video đã rất là dài rồi, nên anh em mình xin tạm dừng video ở tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào.